Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, khá nghiêng tai qua, nghe lời thông sáng ta. Để con gìn giữ sự dẻ dặt, và môi con bảo tồn sự tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, và miệng nó dịu hơn dầu. Nhưng rốt lại, đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng đến âm phủ. Nó không tìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống. Các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến. Vậy bây giờ hỡi các con hãy nghe ta, chớ lìa bỏ các lời của miệng ta. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. E con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. E người lạ được no nê hóa tài con, và công lao con về nhà kẻ ngoại. Kẻo đến cuối cùng con phải rên xiết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn. Rồi con nói rằng, cớ sao tôi ghét lời khuyên dạy, và lòng tôi khinh bỉ sự quở trách. Nhưng sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi, và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi. Tại giữa dân sự và hội chúng, tôi thiếu đều bị sa vào các thứ tai họa. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đan thị. Như nai cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt, nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải, và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Thơ của Giu-đe. Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giê-su Christ giữ gìn. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Kẻ chẳng tin kính, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ. Dầu anh em đã học những điều này rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia, Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ai Cập, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin. Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sodom và Gomorrah cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và khi chính mình thiên sứ trưởng Michel chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Song những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in,
lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Những kẻ đó là dấu vết trong đám tiệc anh em, nhưng người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì. Như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bực rễ. Như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: Này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Ấy đều là những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng: Trong các thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Vả, nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Chương 6. Sải khi sang Ba Lát, Tobia, Gesem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác, hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa thì sang Ba Lát và Gesem sai đến nói với tôi rằng: Hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng có ý làm hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn xuống không đặng, lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ năm, sang Ba Lát sai kẻ tôi tớ người cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng: Trong các dân tộc người ta nghe đồn và gác mưu nói rằng ông và người Giuđa toan nhau giấy loạn. Tại cớ ấy nên ông mới xây sửa vách thành, và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giuđa. Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng: Những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra, vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi. Chúng nó rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaya, con trai của Delaya, cháu của Mehetabeen. Người ấy đã rút ẩn ở đó, người nói rằng: Chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toàn đến giết ông. Tôi nói: Một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư?
người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết, chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tôbia và Sanballat đã mướn người vậy. Vì tại đó, người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tôbia và Sanballat, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cũng nhớ đến Noadia nữ tiên tri và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong, hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng. Vì chúng nó nhìn biết rằng, công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi lắm thơ từ cho Tôbia, và Tôbia đáp thơ gửi lại cho chúng. Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Shekania, con trai của Ara, và Johanan, con trai người, đã cưới con gái của Mesulam, là con trai của Berekia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tôbia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi. Chương 7. Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanania quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng, chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở lên lần đầu, và trong đó tôi thấy có ghi rằng, này là các người tỉnh Giu-đa, từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Sorobabel, Yeshua, Nehemi, Asaria, Ra-amia, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bê-rết, Biết-vai, Nê-hun và Ba-a-na. Này là số tu bộ những người nam của dân Israel. Về con cháu Pha-rốt, 2.172 người. Về con cháu Sê-pha-tia, 372 người. Về con cháu Ara, 652 người. Về con cháu Pha-hát-mô-áp, con cháu của Giê-xua và Dô-áp, có 2.818 người. Về con cháu Ê-lam, 1.254 người. Về con cháu Sát-tu, 845 người. Về con cháu Sát-cai, 760 người. Về con cháu Bin-nui, 648 người. Về con cháu Bê-bai, 628 người. Về con cháu A-gác, 2.322 người. Về con cháu Adonikam, 667 người. Về con cháu Biết-vai, 2.067 người. Về con cháu A-din, 655 người. Con cháu A-te, về dòng dõi Ê-sê-chia, có 98 người. Về con cháu Ha-sum, 328 người. Về con cháu Bê-sai, 324 người. Về con cháu Ha-rip, 112 người. Về con cháu Ga-ba-ôn, 95 người. Về những người Bết-lê-hem và Nê-tô-pha, 188 người.
Về những người Anatot, 128 người. Về những người Bet Amavet, 42 người. Về những người Kiriath Yearim, người Kephira và người Beerot, 743 người. Về những người Rama và Geba, 621 người. Về những người Mitma, 122 người. Về những người Beten và Ahi, 123 người. Về những người Nebo khác, 52 người. Về con cháu Elam khác, 1254 người. Về con cháu Harim, 320 người. Về con cháu Jericho, 345 người. Về con cháu của Loder, của Hadid và của Ono, 721 người. Về con cháu Shena, 3930 người. Những thầy tế lễ. Về con cháu Yedaya, nhà Yeshua, 973 người. Về con cháu Ime, 1052 người. Về con cháu Phasura, 1247 người. Về con cháu Harim, 1017 người. Người Levi, con cháu của Yeshua và của các Mien về dòng dõi Hodeva, 74 người. Người Kahat, về con cháu Asap, 148 người. Kẻ giữ cửa về con cháu Salum, con cháu Ate, con cháu Tanh Môn, con cháu Akup, con cháu Hatita và con cháu Sobai, 138 người. Người Nethinim, con cháu Siha, con cháu Hasufa, con cháu Tabaot, con cháu Kerot, con cháu Shia, con cháu Phadon, con cháu Lebana, con cháu Hagaba, con cháu Sanmai, con cháu Hanan, con cháu Giden, con cháu Gaha, con cháu Reaya, con cháu Resin, con cháu Nekoda, con cháu Gasam, con cháu Usa, con cháu Phasea, con cháu Besai, con cháu Meunim, con cháu Nephisheshim, con cháu Bakbuk, con cháu Hakufa, con cháu Harua, con cháu Baklit, con cháu Mehida, con cháu Hatsa, con cháu Bakko, con cháu Sisera, con cháu Thamak, con cháu Nesia, con cháu Hatifa. Dòng dõi các đầy tớ của Salomon, con cháu Sotai, con cháu Soferet, con cháu Ferida, con cháu Yaala, con cháu Đạt Côn, con cháu Giden, con cháu Sephatia, con cháu Hát Tinh, con cháu Phokeret Hát Sebaim, con cháu Amon. Tổng cộng các người Nethinim và con cháu các đầy tớ của Salomon là 392 người. Này là những người ở từ tên Mela, tên Hạt Sa, Kerub, Adon và từ Ime mà đi lên. Nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình và gốc gác của họ hoặc thuộc về Israel hay chăng. Con cháu Delaya, con cháu Tobia và con cháu Nekoda đều 642 người. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaya, con cháu Hakot, con cháu Bạc-si-lai là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc-si-lai, người Gala-át và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân, số được 7.337 người. Cũng có 245 kẻ ca hát nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa riết vàng
50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2 vạn đa riết vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2 vạn đa riết vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nethinim cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến, thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Chương 8. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Phedaya, Misael, Mankiya, Hashum, Hatbadana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Jehovah. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodiya, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabak, Hanan, Belaya và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đang lúc lễ tháng 7, và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng: hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ 7 ngày,
Còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.